Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho cả nhà cách mà chúng ta vệ sinh cây lan ngọc điểm khi ngọc điểm đang bắt đầu nhú vòi và chúng ta kích hoa nha. Kích hoa cho ngọc điểm á cả nhà ơi, kích hoa để ngọc hoa được phát triển tốt nhất. Nè, đây là vòi hoa đã nhú ra nha cả nhà. Cái đốm đốm này là côn trùng chích các cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vệ sinh cho chậu lan ngọc điểm này nha cả nhà. Cả nhà tưới cho thật đẫm nhé. Thịt tưới cho thật đẫm ở trong mấy cái kẽ lá này nè cả nhà. Thịt kỹ vào mấy cái kẽ lá để cho mấy cái con côn trùng kiến rồi nó làm tổ ở trong cái kẽ lá ngọc điểm của chúng ta, để cho vòi hoa nó nhú ra, nó không bị những cái con nó gậm á cả nhà, nó gậm vòi hoa đó. Bắt đầu chúng ta lấy cái bông tăm á cả nhà, lấy cái bông tăm cả nhà rửa cho sạch nhé. Đó cả nhà nhìn nè cả nhà, đất không, nếu mà không rửa cho thật sạch là nó hay bị thối, với lại khi ngọc hoa mà ra cả nhà là nó sẽ bị thối. Cái nào mà có ngọc hoa rồi thì chúng ta làm nhẹ nhàng, còn cái nào mới bắt đầu nhú ra thì các bạn làm từ từ thôi cũng được. Cái này là do bị rêu á cả nhà, tưới nước nhiều bị rêu á chứ không phải bị bệnh đâu. Cái này dùng Bencona xịt mấy lần rửa nó cũng ra cả nhà. Bên đây cũng vậy cả nhà ơi. Cả nhà làm cho thật kỹ nhé cả nhà. Đó. Vậy sau khi làm xong á, làm cho thật kỹ, sau khi làm xong cả nhà dùng cái vòi nước vặn cho nó thối ở mấy cái kẽ lá đó cả nhà, nó sạch. Sau khi bây giờ mình đã vệ sinh cho cây ngọc điểm này xong rồi, sau khi chờ cho cây ngọc điểm này ráo nước để chúng ta tưới phân thì mình sẽ đi pha phân để tưới nha cả nhà. Mình đã lấy sẵn 1 lít nước rồi nha cả nhà ơi. Hôm nay mình công thức của mình gồm có nè, mình sẽ lấy 4 giọt super thai nha cả nhà, 4 giọt thôi nha cả nhà. Công thức này dùng cho 1 lít nước nha cả nhà ơi, sẽ giúp cho vòi hoa ngọc điểm phát triển tốt nhất, dài vòi hoa này, hoa to này, phát triển cực nhanh nha cả nhà. Chứ không là mình sẽ pha 2g nha cả nhà, thì cây ngọc điểm lớn rồi mà lá ngọc điểm dày thì lượng phân của lá dày là ăn nhiều phân nha cả nhà, lá mỏng thì nó sẽ ăn ít phân hơn. 2g hôm nay mình sẽ tưới để giúp cho cây ngọc điểm là dòng đơn thân, mà để giúp cho cây ngọc điểm phát triển ngọc hoa tốt nhất thì mình sẽ dùng 10 55 10 nha cả nhà. 10 55 10 cả nhà. Grow More nha cả nhà. Cộng với 4 giọt Super Thai. Cộng với 1cc B1. Công thức này dùng cho 1 lít nước nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà không có 10 55 10, cả nhà có thể thay thế bằng 15 30 15. 15 30 15 nha cả nhà. Hoặc là cả nhà có thể dùng 6 30 cũng được, nhưng mà tốt nhất là cả nhà nên dùng 10 5 5 10 nha. 10 5 5 10 là kích hoa cho ngọc điểm cực kỳ tốt luôn á. Nếu cả nhà mà muốn lan dendro mà ra mầm nhiều, cả nhà tưới 10 5 5 10 á là dendro cũng ra mầm hoa nhiều lắm cả nhà, phát triển cực mạnh luôn đó cả nhà. Rồi mình đã đâm 2g rồi. 2g 10 55 10 rồi. Bây giờ mình sẽ lấy 1cc B1. Một cc B1 cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Super Thai mình chỉ lấy 4 giọt thôi nha cả nhà.
đúng 4 giọt thôi nha cả nhà, nhiều quá sẽ không tốt đó cả nhà. Super thai là phát triển cực mạnh luôn đó cả nhà ơi. Ông đúng 4 giọt, đếm đúng 4 giọt nha cả nhà. 1 2 3 4. Còn chúng ta bỏ lại. Quậy quậy phân thật đều lên nha cả nhà ơi. Quậy phân thật đều lên để khi chúng ta tưới á, phân sẽ không còn bị động lại á, nó hòa tan á. Quậy dung dịch này cho thật đều lên chúng ta mới cho vào bình, chúng ta lắc đều chúng ta mới tưới nha cả nhà. Cả nhà ơi, video mình nói hơi nhỏ mọi người thông cảm nha cả nhà. Hôm nay mình hơi bị khan tiếng, nói giọng nó hơi nhỏ đó cả nhà ơi. Dung dịch này dùng để tưới 1 lít nước nha cả nhà. Rồi bây giờ thì chậu ngọc điểm của mình vệ sinh hồi nãy đã ráo rồi nha cả nhà. Đã ráo nước rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tưới phân mà chúng ta đã pha nha cả nhà. Để không mất thời gian của mọi người thì mình đã lắc đều rồi, bây giờ mình sẽ tưới phân nha cả nhà ơi. Tưới đẫm một lần duy nhất nha cả nhà, tưới đều từ gốc tới ngọn, tưới đẫm một lần duy nhất. Tưới phân thì không tưới đi tưới lại nha cả nhà, tưới một lần duy nhất thôi. Tưới đẫm gốc luôn nha cả nhà, để kích thích rễ luôn đó cả nhà. Bây giờ mình xin chia sẻ lại nhé cả nhà, mình đã tưới xong cho cây ngọc điểm rồi. Bây giờ mình xin chia sẻ lại, trước khi tưới phân thì cả nhà nên vệ sinh như cây ngọc điểm nhé. Để cho nếu mà con côn trùng gì nó làm tổ trong cái kẽ lá ngọc điểm đó, nó sẽ không ăn gặm nhấm cái vòi hoa ngọc điểm khi nhú ra. Cả nhà nên vệ sinh cho nó. Để cho nước ráo khoảng 30 phút thì cả nhà bắt đầu pha phân cả nhà tưới nha cả nhà. Cả nhà hôm nay mình tưới, nếu cả nhà không có super thai thì cả nhà có thể pha Atonic 4 giọt nha cả nhà. Công thức này dùng cho 1 lít nước nha cả nhà. Atonic 4 giọt hoặc là super thai cũng được. Và phân là gam, cái này là 1 gam, à 2 gam nha cả nhà, xin lỗi mình nói lộn, 2 gam nha cả nhà, 55-10, 55-10 và 1cc B1. Đó. Ngọng hoa sẽ phát triển cực nhanh nha cả nhà, cực nhanh và dài ngọng hoa. Phân bố đều ngọng hoa và nụ nó sẽ phát triển tốt đó cả nhà. Màu đẹp nha cả nhà, cả nhà cứ làm y như vậy, cứ 5 ngày cả nhà tưới một lần, chỉ tưới 5 ngày cả nhà tưới một lần, tưới 3 lần thôi nha cả nhà. Chúc cả nhà thành công nha. Cả nhà chỉ tưới 3 lần và sau đó chúng ta tưới nước bình thường và chơi hoa nha cả nhà. Sau khi hoa tàn thì chúng ta lại đưa vào chế độ chăm sóc bình thường nha cả nhà. Chúc cả nhà thành công nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại.